Bạn đang có kế hoạch đi Hồng Kông nhưng chưa biết cách xin visa du lịch như thế nào? Hôm nay, Lữ Hành Việt Nam xin giới thiệu về dịch vụ làm visa Hồng Kông nhanh chóng và hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Yêu cầu hồ sơ cá nhân. 1. Tờ khai xin visa đi du lịch Hồng Kông, có thể lên mạng tải về. 2. Tấm ảnh 4x6 chụp phông nền trắng. 3. Bản photo các trang sổ hộ khẩu. 4. Bản photo chứng minh nhân dân. 5. Giấy chứng minh nghề nghiệp. 6. Tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, tối thiểu 70 triệu Việt Nam đồng. 7. Mẫu thư mời từ phía Hồng Kông, xin tại đại sứ quán. Bản photo xác nhận mục đích du lịch Hồng Kông. 9. Hộ chiếu còn giá trị sử dụng trên 6 tháng kể từ ngày kết thúc chuyến đi, chủ sở hữu ký tên vào hộ chiếu. Hồ sơ chứng minh công việc, có dấu đỏ công ty, chủ doanh nghiệp, chuẩn bị giấy phép đăng ký kinh doanh, cán bộ nhà nước, chuẩn bị quyết định bổ nhiệm chức vụ, quyết định cho nghỉ phép, đi du lịch. Nhân viên làm việc hợp đồng, chuẩn bị hợp đồng lao động hoặc đăng ký kinh doanh công ty, quyết định cho nghỉ phép. Cán bộ hưu trí, chuẩn bị sổ hưu trí, sổ lương hưu. Học sinh, sinh viên, chuẩn bị thẻ học sinh, sinh viên. Quy trình làm việc. Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ visa, tư vấn, đánh giá tổng quan hồ sơ. Bước 2. Ký hợp đồng dịch vụ, nhận hồ sơ và các giấy tờ cần thiết. Bước 3. Đặt lịch hẹn nộp hồ sơ và làm các bước dịch thuật, hoàn thiện hồ sơ nộp. Bước 4. Hướng dẫn khách hàng phỏng vấn hoặc đến trung tâm lấy dấu vân tay. Bước 5. Theo dõi hồ sơ, thông báo kết quả hồ sơ và nhận kết quả. Bước 6. Trả kết quả visa tận nơi giúp bạn. Với dịch vụ visa chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả của chúng tôi, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mọi thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.